Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop đồ công nghiệp ở Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 573. Cái video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô cần. Và cần của em ngày hôm nay là dạng cần khúc nha mọi người. Ngày hôm nay em có cần khúc từ 2 đến 3 khúc và có cả cần dây trong, cần rút dây trong, cần khúc dây trong. Tất cả đều là chất liệu carbon cả. Ngày hôm nay em có đến là 17 cây nha. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, và anh em có ship có toàn quốc và phí ship mỗi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua cái số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nhé mọi người. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có nè. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần câu ghê như thế này. Cây này thì 2 khúc 1m8 nhé. Cây này là ngọn đặt nguyên cả khúc ngọn nha. Những cây này người ta câu ghê, câu có độ cứng cao nha. Thì cây này ngoại hình khá là mới sáng luôn. Cây này ngoại hình mới đẹp nha. Trài xước nhỏ thôi. Đây là khúc thứ hai. Nước sơn của khúc thứ hai phần cuối gốc thì có một vài cái điểm nó nổi hạt nước nhỏ như này. Đấy. Nó đặt nguyên cả cái khúc ngọn như này. Và tất cả đều là chất liệu carbon, trong video này là cần chất liệu carbon cả nha. Khoen của nó là khoen Fury. Và ngọn của nó cũng là ngọn sợi thủy tinh đặc nha. Đấy, khoen cả. Tất cả các khoen đều là khoen Fury, đá sứ xám. Cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp. Dài 1m8, bao gồm có hai khúc. Bát của cần là bát vặn, bát Fury như thế này ạ. Mút xốp của cần khá là mới sáng. Dài 1m8, cây này là một cây cần dòng cần hàng nội địa Nhật. Có độ cứng là từ 120 đến là 150. Đây, khoen của cần này. Thì cây này có là 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu nha. Tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Ngoại hình chui của cần như thế này. Cây này ngoại hình khá là mới đẹp. Thì cây số 1 này dài 1m8, nặng 293g. Gốc có độ lớn là phi 28. Ngọn có độ lớn là 2.7 ly. Cây này nặng là 120, cây này cứng là 120 đến 150 nhé. Cây này ngọn cứng, ngọn sợi thủy tinh đặc, với nó đặc nguyên cả cái ngọn này. Đây. Nên nó không có ngọn không lớn lắm, nhưng mà nó sẽ có độ cứng cao nha mọi người. Nó cong ở phần đầu ngọn, khá là nảy cong. Và cây số 1 này có giá là 850.000 ạ. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có là một cây cần câu bè như thế này. Là cây dài 2m1. Cần của Daiwa. Cái này thì ngoại hình khá là mới đẹp. Daiwa, và dòng Daiwa là Daiwa hàng nội địa nhé. Daiwa. Bát của cần là bát kẹp Fury. Cái này ngoại hình mới sáng, dài 2m1. Có độ cứng là 10, ngọn mảnh chúng ta câu cảm giác. Khoen của nó là khoen Fury dạ quang như này. Cái này ngoại hình rất là mới. Hầu như là không có sờn gì đáng kể cả. Bao gồm có hai khúc nha. Khoen Fury dạ quang. Có là cái phần ngọn thì nó có khoen của nó là khoen một chân nha. Có 2, 4, 6, 8 khoen. 9 khoen và một đầu bu. Tổng cộng là 9 khoen và là một đầu bu. Chui của cần đây, cần đa qua. Dòng đa qua này là đa qua hàng ngoại địa Nhật. Ngoại hình mới đẹp. Cái này ngoại hình khá là mới. Thì cây số 2 này dài 2m1, gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.4 ly. Cái này nặng là 154g và có độ cứng là 10. Đấy, câu này ta câu tráp, hanh giò, ngọn khá là mạnh. Và có độ cứng là 10 nha. Và cây số 2 này có giá là 800.000. Cây này ngoại hình mới đẹp luôn. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có là một cây cũng dài 2m1 luôn. Cây này là một cây cần của Daiwa. Dòng cross carbon, dòng này dòng xoắn x2 da nha, dài 2m1, chui của cần đây. Chắc của nó là xoắn x2 da. Và Daiwa này là được sản xuất ở Đài Loan xuất Nhật nha mọi người, là dòng hàng đời mới nên nó được liên danh ở Đài Loan. Dòng cross carbon, dài 2m1, có độ cứng là 50. Bát của cần là bát vàng, bát Fury. Các bạn, mút xốp của cần đây. Cũng có một vài điểm nó bám bận nhỏ với cấn khá là nhẹ thôi, cái bát cấn khá là nhẹ. Đây qua, góc của cần. Cây này ngoại hình vẫn còn khá là sáng, dài 2m1, có độ cứng 50. Cái vị trí chỗ cái tem này nó hơi sờn một xíu nè. Có sờn nhẹ phần cuối cái góc.
Và khuyên của nó cũng là khuyên Fury cả. Khuyên Fury đá sứ xám như thế này. Có là 2, 4, 6, 7 khuyên. 6 khuyên và 1 đồ bu nha. Hai này cây này có 6 khuyên và 1 đồ bu. Có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Cây này ngoại hình cũng khá là xám cần. Và cây số 3 này dài 2m1. Khi rút mỗi khúc thì có chiều dài là 1m08. Góc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cây này nặng 270g và có độ cứng 50 theo thông số của cần. Cây này chắc của nó là xoắn x2 da từ góc đến ngọn, cả hai khúc đều là xoắn x2 da cả nha. Và cây số 3 này có giá là 950.000. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có là một cây cần của dài 2m4, cần Navigator. Dòng này là dòng cần của Hàn Quốc xuất nhập nhé. Navigator như này. Góc của cần đã được bọc cái mút cao su như này nha mọi người. Đây, chui của nó đây. Cái phần cuối góc mà được bọc một cái lớp mút cao su bát vàng, bát furry. Mút cao su vị điểm này thì nó có rất, cắn rất nhẹ. Cái mút cao su chỗ này đêm của nó đây. Dài 2m4 Navigator. Khuyên của nó cũng là khuyên furry cả. Đá sứ xám như thế này. Bát vàng bát furry. Có là 2, 4, 6, 8 khuyên và 1 đồ bu. Bu của cần là bu cái này bu furry luôn nhé. Em tưởng là furry xích nhưng mà này là cái bu furry. Ngọn của cần là ngọn tháp sợi thủy tinh đặc. Những cái ngọn tháp này thì nó sẽ cong phần đầu ngọn thôi nhé. Cong phần đầu ngọn, ngọn tháp. Thì cây số 4 này dài 2m4, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m2, góc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này nặng 324g và có độ cứng tầm khoảng 50 nha mọi người. Cây này nó chỉ cong phần đầu ngọn nhưng mà nó kiểu ngọn đặc, còn ngọn khác ngọn sợi thủy tinh đặc nên nó sẽ có độ cứng khá là cao, mặc dù ngọn nó nhỏ, ngọn nó nhỏ thôi. Và cây số 4 này cái giá là 900.000. Đó là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có là một cây cần của Suyumi. Cây này dài 2m7, 2 khúc và 2 ngọn như thế này. Cây này ngoại hình cũng khá là mới đẹp luôn. Cây này chung là cây này ngoại hình mới đẹp. Suyumi được sản xuất ở Hàn Quốc xuất nhập, Made in Korea đây. Mới sáng, hầu như là không có sờn gì đáng kể cả. Khuyên của nó là khuyên Fury cả. Dài 2m7, bao gồm 2 khúc, 2 ngọn. Ngọn của nó khá là mới luôn. Tem của cần, tem vàng như thế này, tem xúc nha. Và cây này có độ cứng là từ dao động từ 40 đến 60, hai khúc dài, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m4, dài 2m7, hai khúc và mỗi khúc thì có chiều dài là 1m4 nha. Và gốc thì có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này có hai ngọn, một ngọn thì có độ lớn là 1.7 ly, một ngọn có độ lớn là 2.2 ly, thì có độ cứng dao động từ 40 đến 60 theo thông số của cần. Khuyên thì tất cả đều là khuyên Fury cả. Có 2, 4, 6, 8 mỗi khúc thì có 8 khuyên. Ở cái khúc ngọn này có 8 khuyên và 1 đầu bu. Và thêm một khúc khuyên cái nữa nha. Thì cây này có 9 khuyên và 1 đầu bu nha. Cây này ngoại hình khá là mới luôn. Mới sáng. Dài 2m7 bao gồm 2 khúc. Và cây số 5 này có giá là 1.200.000. Cây này thì một khúc với một ngọn nặng là 284g nha. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có là một cây cũng dài 2m7 luôn. Là một cây cần Olympic. Chui của cần. Cây này thì đây, tem của nó Olympic này là dòng Olympic hàng nội địa nha. Chắc của nó là xoắn vòng nổi gân như thế này nha. Xoắn vòng nổi gân rờ rất là nhám tay luôn. Phôi nó rất là đẹp. Cây này nhìn phôi khá là đẹp luôn. Bát vạn bát furry. Đây cái mút xốp. Chỗ này có một điểm mút xốp. Mút xốp này cây này nó bị xước như thế này nha. Đây là một cây cần của Olympic. Nó hai khúc này nó đều là xoắn nổi gân như thế này, xoắn vòng nổi gân. Khuyên nó là khuyên Fury. Ngọn của cần là ngọn là tháp sợi thủy tinh đặc nha.
Khoen thì cây này có 2, 4, 6, 8, 10 khoen và một đầu bu nha. Có tổng cộng là 10 khoen. Cây này thì cũng dao động là 50, 60 đây. Cũng kiểu ngọn tháp như thế này, dao động 50 đến 60. Cây số 6 này dài 2m7, mỗi khúc thì cũng có chiều dài là 1m4. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng 281g và có độ cứng dao động 50 đến 60 nha. Cũng là cần ngọn tháp sợi thủy tinh. Cần gỗ Olympic. Và cây số 6 này cây giá là 1.150.000. 1.150.000 nha mọi người. Chắc của nó là xoắn vòng nội găng. Cây này phôi rất là đẹp. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 đây em có là một cây dài là 3m6, bao gồm 3 khúc như thế này ạ. Cây này một cây cần của Alpha Tucker, là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Đây, cây này phần cuối gốc này nó bị bám cái vết bẩn như thế này thôi. Bát của cần là bát vạn, bát Fury. Cái này là mút gỗ bằng nha. Đây, gỗ bằng người ta làm cho cây cần nó nhẹ lắm. Cần của Alpha Tucker. Đây ạ. Dài 3m6. Khoen của nó là khoen Fury Six nha, khoen lá. Tất cả các khoen đều là khoen Fury Six cả. Và là cái này sở hữu dàn khoen khá là ok. Cái này thì nó không có được đẹp có vị trí cái miếng kim loại, cái vòng thế này nó bị ra ten nha mọi người, ra ten nước mặn ra ten thế này. Cái ba chống nổ cũng vậy, cái vòng mà kim loại ba chống nổ cũng vậy, nó bị ra ten như thế này. Khoen của nó là đều là khoen Fury Six, khoen lá. Tất cả bộ khoen. Cái này thì nó nhìn ngoại hình cũng khá là ok. Sờn nhỏ, đây là những vết bám bẩn nhỉ. Cần của Alpha Tucker là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 3m6. Cái này thì khá là nhạt khoen luôn. Có là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 khoen và một đầu bu. Tất cả đều là khoen Fury Six, khoen lá như thế này. Cái này thì có độ cứng khoảng 30. Thì cây số 7 này dài 3m6, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m25. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Cây này nặng 358g và có độ cứng là dao động khoảng 30 đến 50 nha. Đây. Nó cây này thì nó cong phần nguyên cả cái khúc ngọn luôn, nó không phải cong đầu ngọn. Khá là nảy cần. Và cây số 7 này cái giá là 1.100.000. Tiếp đó là cây số 8. Cây số 8 ở đây em cũng có một cây cần của Alpha Tucker. Không, em nhầm, cây này là một cây cần của Suyumi. Cây này là thương hiệu cũng của Hàn Quốc xuất Nhật. Chất của nó là xoắn X2 da nha mọi người. Đây, nó phủ một lớp sơn lên, chúng ta nhìn thấy được cái bóng của nó này. Cây này ngoại hình khá là mới đẹp luôn. Bát của cần là bát vàng phiên bản đặc biệt special. Đấy. Cây này ngoại hình mới đẹp, mút xốp nó có cứng nhẹ, được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Tem của cần là tem vàng. Khoen của cần là khoen Fury, đá sứ xám, bu của cần là bu chống sáng, bu Fury Six này. Bu chống sáng Fury Six. Cây này ngoại hình rất là mới sáng luôn. Dài 3m, cần của Suyumi, hai khúc đầu của cần là xoắn X2 da như thế này nhé. Mới đẹp. Cây này cây phiên bản đặc biệt của Suyumi. Và cây số 8 này, dài là 3m. Mỗi khúc thì có chiều dài là 1m1, gốc có độ lớn là phi 27, ngọn có độ lớn là 2.6 ly, cây này nặng 420g và có độ cứng 50 theo thông số của cần. Cây này thì có khoen là 4, 6, 8 khoen và một đầu bu nha mọi người, cứng 50 nè. Đó là cứng. Và cây số 8 này, có giá là 1.250.000. Cây này mới đẹp luôn. Tiếp đó là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có là một cây của Daiwa. Daiwa này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Và cây này thì dài 3m9 nha mọi người, bao gồm 3 khúc này. Cây này thì tất cả khoen của cây này sở hữu một cái dàn khoen là khoen Fury Six, khoen chữ K ba chân thế này. Tất cả đều là khoen Fury Six nhé. Cây này phôi của cần cái màu phôi này rất là hiếm hàng luôn này. Sáng vòng. Dài 3m9, có độ cứng là 50, được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy, make in Korea. Và sở hữu một dàn khoen là khoen Fury Six, tất cả các khoen luôn, mới đẹp. Cái này thì nó thiết kế kiểu là cái khúc thứ hai là nó không phải là chui vào mà nó gọi là nó đúc như thế này nha, đúc bên ngoài thế này. Đấy.
khúc thứ nhất thì nó đúc vào chuông khúc thứ hai như thế này. Chứ không phải là đúc lọt lòng mà khúc thứ hai và khúc thứ nhất. Cái này ngoại hình mới đấy. Nó chỉ xấu có một xíu ở phần mũi xốp này, mũi xốp cắn này, cắn nhẹ mũi xốp. Với lại là đây phần cuối góc này, mũi xốp nó bị rách một xíu phần mũi xốp ở cuối góc. 3m9, có độ cứng là 50. Thì cây số 10, cây số 9 này dài là 3m9 ạ. Mỗi khúc thì có chiều dài là 1m4, 1m4, mỗi khúc có chiều dài 1m4. Góc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 3 ly, cây này nặng 482g. Và có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Và cây này khoen của cần là tất cả đều là khoen Furisic. Cây này có là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17 khoen và một đầu bu nhé. Khoen này khoen chữ K. Đấy, khoen đời mới thế này nhé. Cây này sợ cái dàn khoen không là đã hết tiền cái dàn khoen rồi. Có độ cứng 50. Những cây này nó không có phải là ngọn tháp, nó sẽ cong đều cả phần ngọn như thế này. Đấy, khi mà mọi người dòng cá thì nó sẽ cong nguyên cả phần ngọn luôn, thân cần luôn. Đấy, thì cây số 9 này có giá là 1.600.000 ạ. Và cây này nặng là 482g và có độ cứng là 50. Ngọn có độ lớn là 3 ly ạ. Cây số 10 ở đây có là một cây dài 3m, 3m1 luôn, nhưng mà có hai khúc thôi. Cây này khá là dài luôn. Và cũng là một cây cần của Daiwa như thế này. Chuôi của cần đây. Và Daiwa này được sản xuất ở Đài Loan, xuất Nhật, dài 3m1, có độ cứng là 50. Những cái cây mà nó dài mà nó ngọn, nó kiểu là nó không có phải là ngọn tháp thì nó cảm giác nó không có cứng phần đầu ngọn đâu nhé mọi người. Nó cong đều mềm, mềm cả khúc cần như thế này nha. Nó báo cái độ cứng tùy vào cái dòng cần. Cây này thì khi mà người ta dòng cá thì nó sẽ cong nguyên cả cái cần luôn. Bát của cần là bát vạn như thế này, bát vạn của đây qua nốt sốt của cần. Cây này thì ngoại hình cái bị sờn xước nốt sơn ở đây. Khoen của cần tất cả đều là khoen Furisic cả, khoen lá dài 3m1, có độ cứng là 50. 3m1 bao gồm có hai khúc như thế này thôi ạ. Cây này sở hữu cái dòng khoen rất là đẹp. Bô của cần cũng vậy, khá là nhạc khoen luôn. Cái này thì có là 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 khoen và một đầu bu nha. Đó là nhạc khoen. Cái này thì cảm giác nó mềm. Đây, cứng 50. Tùy vào cái chức năng câu chúng ta. Thì cây số 10 này dài 3m1 và mỗi khúc thì có chiều dài là 1m6. Cái này phần khúc ở dưới đây, nó phải tróc sơn phần chui dưới một xíu đi. Gốc có độ lớn là phi 22.5, ngọn có độ lớn là 2.9 ly. Cây này nặng là 439g và có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Hãy báo theo thông số nhé. Cây này thì cảm giác nó cong phần đầu ngọn thế này, cong nguyên toàn thân thế này nha, toàn cái khúc. Thì cây số 10 này có giá là 1.200.000. Khoen của nó là khoen Furisic toàn thân, khoen lá. Tiếp đến là cây số 11. Những cây phía sau này của em là những cây dây trong nhé. Thì cây 11 này là một cây dây trong, bao gồm hai khúc dài 1m8 như thế này ạ. Cây này ngoại hình cũng khá là mới đẹp, mới sáng nhé. Bát vạn, bát Fury. Cần của Alpha Tucker được sản xuất ở Hàn Quốc, dài 1m8, có độ cứng là 30. Khoen dặn của cần là khoen Furisic. Bô của cần cũng vậy, bô Furisic luôn. Cây này ngoại hình cũng khá là sáng cả. Mốt xốp có cắn nhẹ một xíu. Dài 1m8, có độ cứng 30. Cái này ngọn kiểu như cây dây trong nên nó cứng 30 nhưng mà nó ngọn lớn và khá là nảy nhá. Vì nó có độ lớn của ngọn đã luồn dây vào nữa. Thì cây số 11 này dài 1m8, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 3.1 ly. Cây này nặng là 176g và có độ cứng 30 theo thông số của cần. Và cây số 11 này có giá là 480.000. Tiếp đến là cây số 12. Cây 12 đem có là một cây dài 3m, 3m3, có độ cứng là 30. Cây này là một cây cần của Suzumi luôn ạ. Đây, Suzumi nha. Thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Chuôi của cần. Cây này thì ngoại hình có vẻ cũng khá là sáng cần. Bát vạn. Cây này bát hãng vạn nha.
dài 3m3, có độ cứng là 30. Khuyên của cần khuyên bên trong là khuyên Furisic bên trong nha. Cái này thì cái phần bo chống nổ nó không được đẹp một xíu, nó bị muối anh ra ten như thế này nha. Bu của cần đây ạ, bu của cần cũng là bu Furisic nha. Cái này ngoại hình khá là sáng đẹp, chỉ có 6 cái phần bo chống nổ thôi. Khuyên tem của cần là tem vàng như thế này. Thì cây số 12 này dài 3m3, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m2, gốc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cây này nặng là 262g và có độ cứng 30 theo thông số của cần. Và cây số 12 này, cái giá là 550.000. Dài 3m3. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 này thì cây này cũng giống như cây 12, nhưng cây này dài 3m thôi. Cây này dài 3m chứ, cần của Suzumi. Bát của nó là bát vặn, bát hàng vặn như thế này. Và cũng có độ cứng là 30, khuyên của nó cũng khá là khuyên Furisic bên trong. Bu của cần cũng là bu Furisic này. Cây này thì ngoại hình mới sáng. Đấy, và trong nổ nó khá là ok luôn. Và cây số 13 này dài là 3m. Cây này thì thông số nó cũng tương tự giống như cây số 12. Dài 3m thì cây này mỗi khúc thì có chiều dài là tầm 1m1 nha mọi người. Cây này gốc có độ lớn là phi 21. Và ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này thì cũng có độ cứng là 30. Cây này nặng tầm khoảng là 220g thôi. Cây này khá là nhẹ. Và cây số 13 này cũng có giá là 550.000 nha. Cây này ngắn hơn một size. Tiếp đến là cây số 14. Cây 14 ở đây có là một cây Alpha Tucker, dài là 3m3 luôn ạ. Cây này cũng dài 3m3 nha. Đây chắc của nó phần giống thứ nhất là sáng ít hai da như thế này. Bát vặn, bát Fury, bát vặn nha. Cây này là một anh cây cần của Alpha Tucker, thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Tóc của cần đây. Bát vàng, bát Fury, Muscat có cắn nhẹ. Được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 3m3. Cây này ngoại hình cũng khá là mới sáng. Khoen dẫn của cần. Cây này khoen dẫn là khoen Furisic nha. Bu của cần cũng vậy. Bu của cần là bu Furisic như thế này. Là miếng bo, phần kim loại vòng bo chống nổ thì nó bị phai cái nước sơn ở cái khúc thứ hai. Còn ngoại hình khá là mới đẹp. Đây mới shop có cắn ở đây. Thì cây số 14 này dài 3m3, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m2. Gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 2.6 ly. Cây này nặng 372g và có độ cứng cũng dao động khoảng 30. Đấy, 30 đến 50 giống như hai cái cây số 12 và 13. Và cây số 14 này, cái giá là 650.000 nha. Cây này chắc của nó là sáng ít hai da. Tiếp đến là cây số 15. Cây 15 ở đây em có một cây dài 2m7. Cây này thì cũng một dòng giống như cây số 14 nha. Đây cũng dòng của Alpha Tucker. Đây cái phần cây 15 phần cuối gốc nó bị bong cái lớp tem một xíu này. Dòng Holders Boston. Chắc của nó là sáng ít hai da như thế này. Phần gốc được bọc mút xốp. Mút xốp này thì có một điểm cắn nhỏ, cắn nắp nhỏ này. Chủ yếu là cây này nó mút xốp nó bị bám bẩn này, nhìn nó hơi bẩn mút xốp một xíu. Được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 2m7, cần dây trong. Gốc của nó là sáng ít hai da luôn nha. Khoen của nó là khoen Furisic này. Và bu của cần cũng là bu Furisic. Cây này thì ngoại hình cũng khá là sáng cần. Chỉ có nhìn thấy cái này nó hơi bẩn cái phần mút xốp một xíu. Dài 2m7. Thì cây này thì ngọn khá là cứng nhé. Cây này thì cứng trên 80 nha mọi người. Đấy, rất là cứng trên 80. Ta có tra rất ok luôn. Dài 2m7 trên 80, cũng trên 80 đấy. Thì cây số 15 này dài là 2m7, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m4. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 3.1 ly. Cây này nặng là 300g luôn ạ. Cây này cứng 80 trở lên nha mọi người. Cây này nó không có ghi thông số độ cứng của cần, em kiểm tra bằng theo cách như thế này, khá là cứng.
Và cây số 15 này cũng có giá là 650.000, dài 2,7 m. Tiếp đó là cây số 16. Cây 16 ở đây em có một cây dài là 3 m, cần của Ryobi. Và cây này cũng có độ cứng là 80 Ryobi. Và Ryobi này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 3 m, bát vàng, bốt xốp như thế này. Tem của cần, tem vàng. Khoen dẫn của cần đây. Khoen Furisic cả. Cái đèn nó bị băng cái nước sơn ở điểm này một xíu. Và chống nổ nó có ra tem nhẹ. 80. Cây này dài 3 m, cần của Ryobi. Bô của cần, cây này bô của cần là bô Furi nha. À, cái này là bô khá là lớn luôn. Ngoại hình giống bên trong, cây này cần coi cần rút. Cây này chúng ta câu rất là đa năng. Bắt đầu cứng 81. Khá là cứng. Thì cây số 16 này dài là 3 m. Khi rút về còn có chiều dài là 1,1 m. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 3 ly. Cây này nặng cũng 300 g và có độ cứng 80 theo thông số của cần. Và cây số 16 này có giá là 750.000, dài 3 m nhé. Thì đó là cây số 17. Cây 17 ở đây em có một cây cần đai qua, dài 3,1 m như thế này. Cây cần rút. Có độ cứng là 50. Và đai qua này được sản xuất ở Nhật, các Insaban. Bát vẹn, bát furi, bát vẹn như thế này. Mút xốp của cần, cái mút xốp này có vẻ hơi bám bẩn. Chủ yếu là bám bẩn thôi. Đây cái này còn phần cuối gốc nó không được đẹp một xíu này, lắp tem hơi bông nhị như thế này thôi chứ không có phải bị rách nha mọi người. Thì tem khoen của cần là khoen Furisic như này, khoen dẫn khoen Furisic nhé. Bô của cần cũng vậy, bô của cần cũng là bô Furisic đây ạ. Bô Furisic. Cái này có độ cứng là 50. Ngoại hình bên trong thì khá là ok, mới sáng. Rồi, có tróc nhị xíu, phần ngoài cuối giống thứ nhất một xíu này. Cần của Daiwa, Daiwa hàng Nhật. Cái mốt xốp này nó không được sáng một xíu, phần mốt xốp này thôi. Còn mọi thứ khá là ok luôn. Thì cây số 17 này dài 3,1 m. Khi rút về còn lại có chiều dài là 1,12 m. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2,4 ly, cây này nặng 289 g và có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Và cây số 17 này có giá là 850.000. Có độ cứng là 50. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 17 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.